Alo, hello, xin chào các bạn. Như các bạn có thể theo dõi, mình đang dùng chiếc iPhone 11 để quay video màn hình này. Thì á, chiếc iPhone này là chiếc iPhone mình vừa mới mua tại Táo Store với mức giá bây giờ chỉ là 14 triệu tại thời điểm hiện tại. Và mình mua chiếc iPhone này dành cho em gái của mình. Em gái mình là người đã dùng iPhone 6S cũng như iPhone 7 khá là lâu rồi và em rất là quen với việc sử dụng phím home cũng như là cái phím home ảo. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta mở cái phím home ảo ở trên chiếc iPhone 11 này nhá. Với các iPhone 11 Pro Max và 11 Pro thì chúng ta sẽ làm tương tự. Thì để thực hiện được thì các bạn hãy vào phần cài đặt. Rồi tiếp đến các bạn vào phần trợ năng. Các bạn vào cảm ứng tiếp cho mình. Đó, cái Assist tắt này. Các bạn mở lên là chúng ta sẽ có cái phím home ảo thần thánh này rồi. Ok, thì ngoài ra thì mình sẽ có thể tùy chỉnh ở đây nhá. Chẳng hạn bây giờ mình không thích cái phần này, mình muốn để nó là khóa màn hình đi. Đó, cái thông báo này, trung tâm điều khiển này, màn hình chính này. Rồi, cái phần tùy chỉnh này thì mình sẽ để cái tắt tiếng đi. Ok, xong. Thì đây là một cái số. Thì đây ấy, là một cái vấn đề mà rất nhiều bạn khi mua iPhone thường hỏi với team bên mình là làm sao để mở cái phím home lên. Thì hy vọng là cái video này có thể giúp ích cho các bạn trong việc mà chúng ta mở cái này. Thì các bạn. Và ngoài ra ấy, có một điều mình muốn nói ấy, đây là em gái của mình này. Đó, bạn nào có muốn làm nhận mình làm anh không? Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, nhớ like, share cũng như là subscribe cho bên mình nhá. Còn có bất cứ thắc mắc gì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.